Thưa quý vị và các bạn, khoáng sản là nguồn tài nguyên vô giá của quốc gia. Trên địa bàn tỉnh ta thì công tác quản lý khoáng sản đang được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, tại xã Nậm Xe của huyện Phong Thổ, vấn đề này do nhiều yếu tố đang là khó khăn với chính quyền sở tại bởi tình trạng khai thác cát trái phép dưới các dòng suối vẫn diễn ra. Mặc dù là người dân đã có nhiều phản ánh, tuy nhiên thì các đơn vị, tổ chức cá nhân vẫn hoạt động. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại địa bàn. Xã biên giới Nậm Xe, huyện Phong Thổ hiện đang có nhiều công trình dự án được triển khai, đặc biệt là các dự án thủy điện. Do nhu cầu về vật liệu xây dựng, mà đặc biệt là cát, nên nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã tranh thủ nguồn vật liệu này từ các dòng suối trên địa bàn để có nguồn cung cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị khai thác đều không được cấp phép hoạt động. Thưa bạn, thì sau lưng tôi rất nhiều bãi cát được các tổ chức cá nhân đã bày ra để bãi cát trong mùa mưa. Mà mặc dù là chính quyền xã, bản đã có nhiều ý kiến kiến nghị nhưng việc này vẫn diễn ra và việc khai thác cát vẫn thường xuyên. Với phương thức biến ao cá thành ao cát, hiện nay trên hai dòng suối Nậm Pạc và Nậm So của xã Nậm Xe có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp đang tiến hành khai thác cát trái phép. Mặc dù người dân quanh khu vực khai thác đã nhiều lần phản ánh nhưng đến thời điểm này các hoạt động vẫn diễn ra. Khi phát hiện có phóng viên đến ghi hình, các phương tiện khai thác đều dừng hoạt động hoặc di chuyển đến khu vực tập kết. Về khai thác cát của thứ nhất là về ảnh hưởng cái đường giao thông đi lại này, xe to chạy cũng rất là nhiều. Lúc mà đường trong bản thì cứ phía bờ nơi không đi quá tốc độ luôn, không đảm bảo cái tốc độ xe đi trong làng bản đấy. Ông đi chở cát thì cát rơi vãi ra đường, làm đường giao thông tất cả hỏng hết rồi. Suối thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cá. Về phát triển cá trong ảnh hưởng rất là nhiều về cái môi trường của bà con trong gần quanh bản. Tôi kiến nghị là yêu cầu là cấp có thẩm quyền là để xử lý những cái trường hợp khai thác cát này. Tình trạng khai thác cát trái phép ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ đã diễn ra trong nhiều năm nay, đặc biệt là trong thời điểm mùa mưa, làm thất thoát nguồn tài nguyên cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, dòng chảy của các dòng suối. Trong thời gian tới, chính quyền huyện Phong Thổ, các phòng ban chuyên môn cần có giải pháp kịp thời, đồng thời có những biện pháp xử lý kiên quyết để ngăn chặn tình trạng này.